Rồi, ông Bình Điền xin kính chào tất cả các anh em. Thì hôm nay mình lại gặp nhau trong cái clip mới này của anh. Đó, thì tùy theo điều kiện kinh tế của mình mà anh em có thể lựa chọn cho mình một số loại thuốc phù hợp để mình nuôi cho con gà có phát triển tốt nhất có thể. Thì mình nuôi gà thì cần cái bo lớn. Ai cũng muốn bo lớn, bền bỉ, dẻo dai, phút 90 hết. Nhưng mà mình không biết cách nào. Đó, những cái sư kê thì có thể bỏ qua giùm em. Còn những anh em là chưa biết thì có thể tham khảo những cái clip của anh. À, coi mình xem bổ sung cái chất gì cần thiết cho con gà. Thì mỗi từng giai đoạn thì con gà nó cần có sự phát triển như cơ bắp, khu xương hay nước máu. Đó, tùy theo điều kiện kinh tế của mình mà mình chọn cái loại thuốc cho phù hợp. Đó, thì thuốc thì không phải anh em muốn sử dụng sao sử dụng nha. Tất cả loại thuốc tùy theo mới vô bội hay là mình con gà mình có thai sản hoặc là con gà có nước máu rồi, con gà có chưa có nước máu hoặc là những con gà mập mỡ. Đó, hay là những con gà nó hoài không lên, mình sử dụng thuốc gì cho nó hợp lý. Đó, thì như những cái đơn hàng của ân nè, thì coi khách hàng của ân xài gì thì anh em có thể học theo cách người ta. Đó, thì học theo cách người ta đó nha. Còn ân thì không nói chung không có chỉ dạy trong đây hết công dụng của thuốc như thế nào, thì ân chỉ nói ra cho anh em. Anh em là nếu tin tưởng thì có thể mua về sử dụng. Còn cách sử dụng thì ân cho anh em với hướng dẫn sử dụng và theo cách của ân nữa, ân sẽ chỉ chi tiết cho anh em xài cho nó gọi là đạt được kết quả tốt nhất. Đó, thì nè, thì vị khách này nó cũng là mới lần đầu tiên mua hàng của ân luôn nè, mà mua nguyên một đơn hàng luôn nè. 6 8 9 món đồ luôn nè. Nó thì nếu mà mình nuôi gà nhiều, cái anh em muốn nuôi để mà kinh doanh á, thì mình sử dụng những cái loại thuốc bình thường thôi để cho nó lên bo lớn, lên tai ngon là được rồi, chứ không cần dẻ giặt hay là dày gì hết. Vô chỉ cần vô tay một cục là ok, chứ không cần mà gọi là nó có cái độ mà dẻo dẻo nữa. Nó nói chung nó đủ thứ chuyện hết rồi anh em ơi. Đó, vị khách này thì nuôi gà nhiều để mà kinh doanh nè, mua hộp xà bông, hộp số lãi đó, rồi người ta xài thêm Catosan cộng B12 5 rưỡi nè, để cho con gà nó có bo lớn á, ăn uống mạnh khỏe, ăn nói chung là phát triển nhanh mà tốt nhất có thể nữa. Đó, như té gió nè, đây sản phẩm ăn đây, chai này chai té gió chuyên trị những cái bệnh như là bên gân cốt nè. Những con gà bị té gió nhẹ nhẹ thì anh em xài thì hết, có chích vô liền thì cũng hết. Đừng có để mà để nó đi cái sạch cái sụi, cái sạch sụi, cái anh em mà chích vô là nó hết, tỷ lệ khôi phục nó chỉ được 70-80 thôi. Còn mới thì anh em mà chích vô thì nó đạt được tỷ lệ nói chung là 90 mấy lần, 90% chứ không được 100% đâu. Nó một chai 120k thì mình sử dụng được 2 con gà nội thôi. Xà bông á, thì một hộp vậy là 24 gói là 300k nha anh em. Còn anh em mua lẻ là 15k một gói. Còn sổ lãi thì những con gà mới vô bội thì anh em nên sổ lãi nó nha. Không có sổ lãi thì ăn uống vô rồi các chất dinh dưỡng cần thiết cho con gà thì những con dung sáng tổng nó ăn hết mẹ 60-70%, mà con gà nó chỉ hấp thụ được 20-30% thôi. Nó bởi vậy lúc nào anh em không sổ lãi thì sẽ thấy con gà mặt mỏng, nó lúc nào cũng tái mà ăn mạnh lắm nhưng mà nó không mập. Đó là do những con sên lãi nha. Đó, một hộp vậy là 450. Đây kê chai Catosan. Catosan của Thái mới ok nha anh em. Rất là nhiều Catosan trên thị trường. Đó, anh em mua hàng nên lựa hàng của Thái để xài cho ngon. Này Thái mà của Elanco nha. Trước của bây giờ mà giờ bây giờ nó bỏ nó bán cho Elanco rồi. Một chai là 100c, giá của nó chỉ có 300k thôi. Mà mình sử dụng con gà có anh em ăn uống với lại nó phát triển rất là nhanh. Nó hấp thụ chất dinh dưỡng nói chung là 70-80% lận. Khi mà không sử dụng thằng này thì hấp thụ được cái dinh dưỡng được khoảng 50. Đó, khi mà có nó thì khoảng 70-80% nha. Nó sẽ tăng tốc độ con gà của anh em lên cho nó nhanh. Đây, super vitamin B12 5 rưỡi. Thì anh em nào nuôi thuốc mà sử dụng thuốc loại chích này là nhìn cho biết liền. Đó, cái nước nó hồng hồng. B12 5 rưỡi này thì một loại gì là 10c là 250 nè. Thì anh em một tuần chỉ chích 1 lần thôi, không có chích nhiều. Những cái loại thuốc chích á thì anh em kiếm những cái loại nào một tuần trở lên các anh em hãy chích 1 lần, đừng có chích như bao nhiêu người chích 1 lần là từ từ gà của anh em nó bị nhát. Với lại có một số chỗ thì người ta đâu có cái kim này đâu, cái kim này cái mũi nó rất là nhỏ luôn. Anh em chích vô gà nó không bị thốn, không có bị áp xe. Còn những cái loại thuốc như ngoài mua ngoài tiệm thuốc tây 1.000 cây đó, về ủi vô cái là rồi chừng 5 mũi là gà của anh em nó thốn luôn. Đó, nó chứa các vitamin cần thiết cho con gà nó phát triển. Những con gà mỡ tơ mỡ bội nè,
hay là những con gà ngoài vườn mới bắt vô, nó bị suy dinh dưỡng hoặc là thay đổi môi trường, nó hay bị chết, nó kén ăn hay là nó bị chối nước đó, hay là bị tụ nước máu, nó cũng gặp con nhiều con gà nó bị tình trạng vậy nha. Đó, anh em về các anh em chích một mũi bơm hay nằm gửi là con gà này im liền đó. Ở đây thuốc trị tan nó, thì khi mà thi đấu về thì mình chỉ cần chích một mũi thôi. Thằng này thì cứ rất là hay, trên thị trường rất là nhiều hàng nhái, nhưng mà mỗi một cái lô thì công ty người ta sẽ đưa ra một cái nắp khác nha, anh em cứ để ý đi. Trên thị trường đó, thì cái tem này ta làm được hết, nhưng mà cái nắp thì bây giờ nó chưa học được đâu. Khi mà học được thì công ty người ta sẽ đổi cái kiểu mới nữa. Nó một loại vậy là 100k. Cái chai này 5C nha, mình chích được 5 nồi 10 che chứ còn chích mũi à. Đây chai Gilot dễ nhiệt, đây dễ nhiệt dễ độc cơ thể đó, thì chai về 200k. Thì giờ sử dụng cái chai này thì gà con em rất là khỏe, nó không bị gớt bo, với lại đi đường xa nó rất là khỏe. Gà tơ mới ấp bội hoặc là ở đâu mới bắt về, anh em nên nhỏ chai này đi, nó tránh được tình trạng chối nước của con gà. Chối nước thường thường là chối nước đi chỗ nào về 2-3 ngày đầu thì nó ok hết, bo ngon lành, ăn uống ngon lành, nó tự nhiên ra 3-4 ngày sau cái nó bị bỏ ăn, chối nước, bỏ ăn hay là nó bị tụt nước máu, gớt bo. Lúc đó cái này bộ nói đó, chỗ đó nó bán, nó kinh doanh, nó đưa mình con gà gì kỳ quá, nhưng mà thực chất con gà này bị chối nước. Một chai dành 15C giá là 200k nha. Đây là thuốc vợt led cao quy, sử dụng 2 ngày trước khi thi đấu, tăng độ bền bỉ chiều dài phút 90. Nó chỉ cần dựa là có chân, dựa là có chân. Đó, khách hàng bên ăn nói chung bây giờ ai là nó như 10 người bên ăn thì cũng 7 người hết sử dụng hết thằng cao quy này nè. Đó, mà khi sử dụng xong thì nói chung bỏ nó không được anh em ơi. Nó hay lắm. Cái nước tay nhiều khi nước khuya mình trụ trụ giờ mình chút xíu nên nó cứu được chủ. Người ta trụ không có thuốc, người ta trụ không nổi, còn nó trụ nổi. Đó. Thì một dĩ cao quy là chỉ 70k thôi, còn anh em mua hộp là 10 dĩ là 650k nha. Thì mua đơn hàng này tự chịu đủ lên thì ăn tặng bộ bịch cửa cho khách nè. Đó, khách thì nói chung bây giờ không có cần thiết hỏi có tặng gì không, cứ 1 triệu đô lên thì sẽ tặng anh em cái bộ chốt đó, tùy theo. Nhưng chịu gửi thì tặng bộ cao su, cần chịu thì tặng bộ dán. Đây thuốc sắc thái, thuốc bổ toàn diện cơ thể dành cho con gà. Những anh em điều kiện kinh tế yếu hay là những con gà chưa ấp bội thì nên sử dụng Marwin này đi. Nó 100.000 hũ 100 viên vậy nè. Đó, mình nghe cứ mỗi ngày uống một lần thì gà của mình nó phát triển cũng lên ngon lành chứ đâu phải cù bắp đâu. Đó, bây giờ mình không biết bồi bổ như thế nào thì mình mua những loại thuốc đây nè, đơn giản nó dễ xài. Đó, đây, chai thuốc này, chai thuốc Elavet này của Philippines trị bệnh rất là hay nha anh em. Khò khè, cứu gũ, phân xanh, phân trắng là các anh em chích vô sáng chiều là thấy nó im liền. Đó, những con gà mà cứu gũ, phân xanh, phân trắng hay là những con gà nó bị đờm hay cà khẹt cà khẹt á, mình không biết bị gì, cái miệng thì không có nhớt, mình cà khẹt hoài, chắc là đờm nó nằm ngay cuốn phổi, thì các anh em phải sử dụng cái loại thuốc để mà tan đờm. Thì thằng này có thành phần streptomycin, thằng này là thằng kháng sinh dành cho tan đờm, còn thằng lincomycin này là thằng bên khò khè phân xanh phân trắng nè, phân xanh phân trắng cái đường ruột khò khè sổ mũi á. Nó chai về 10C 130k, cái này có thể chích được 3 con gà nội thôi. Vì kháng sinh nên anh em sử dụng được 3-4 ngày liên tục chứ không phải mà chích lần mũi là xong. Đây vị khách này là mua 1,5 kg nghệ diêm hộp Mega B12 để cho bao ship. Thì đơn hàng mà bên ăn á thì 500k thì trả lên thì sẽ bao ship, dưới 500k thì anh em tự chịu tiền ship 30k nha. Đợt này là được ưu đãi của bên vận chuyển, người ta đưa ăn là chỉ là tiền ship là chỉ có 30k thôi. Đó, lúc trước là 35, giờ là ship chỉ còn 30k nè, ăn còn ghi lộn nữa. Rồi ok, Mega B12 thì thằng thuốc bổ máu dạng viên nha. Anh em nào mà thấy con gà mình cái mặt tái nhợt nhạt mà khi đã sổ lãi rồi, khoảng tuần lễ mà nó vẫn còn mặt tái, ăn uống bổ máu đồ vô dữ lắm nhưng mà nó không có bồi bổ được, đó là dạng do con gà của anh em hấp thụ nó rất là yếu, nên các anh em bổ sung thêm cái loại thuốc. Đó, thằng này thì chiên về bổ máu thôi. Nó super vitamin, thằng vitamin B12 nè, với thằng folic acid nè. Thì folic acid thì nó bổ tim, nó hỗ trợ tim, giúp ổn định tuần hoàn. Thì vitamin B12 thì nó tái tạo hoàn cầu,
khi mà tái tạo hồng cầu, cái tái tạo hồng cầu nhiều lên đó thì gà của anh em sẽ đạt được nước máu tốt hơn, mặt mỏng tích lúc nào cũng đỏ và nó sẽ sung hừng mạnh, nó kích thích dây thần kinh ngoại biên. Dây thần kinh ngoại biên là vòng vòng cái khu vực cọng lông con gà nè, khi mà nó bị cắn chỗ nào nó sẽ biết đường nó né nha. Đó, với lại cọng lông nó phát triển rất là tốt. Đó, một hộp về là 10 dĩ là 270 nè. Đó, anh em mua dĩ lẻ là 35k một dĩ. Còn đây là bộ thuốc nuôi anh em sử dụng rất là nhiều, Galumin và B15, B12, gà tơ mới bội hay là những con gà già thì các anh em có điều thể sử dụng được hết. Nhưng mà gà tơ mới bội thì anh em nên sử dụng cái bộ này để mà đạt được con gà mà nó lên tay lên khung, với lại gân cốt với nước máu nó khỏe, nó ổn định nha. Bộ này thì Galumin là 200, B15, B12 là 300. Thì anh em nên sử dụng cho những con gà đã nước máu có sẵn, có sẵn nha, nước máu ok, nó đều rồi đó. Các anh em sử dụng B15, B12 này mới hay. Còn những con gà chưa lên nước máu thì anh em nên sử dụng thằng Mega B12 này trước, khoảng 2 tuần gì đó nước máu ổn định rồi các anh em mới xài B15, B12 này cho nó khỏe gân cốt nè, nó mới đạt được hiệu quả. Chứ mới vô con gà chưa ăn uống gì ngon lành, nước máu chưa lên, anh em sử dụng bộ này nó cũng không có lên đâu á. Nó chỉ nở cơ nó không thôi, chứ nước máu nó không có lên, bò nó không có tốt. Đó, lúc đó đừng để thừa thuốc giỏm, nhưng mà thực chất là mình sử dụng không hợp lý. Đây là thuốc tăng bo cấp tốc, ngày thi đấu các anh em mới xài. Tiền này là thuốc nhỏ vàng E11. Cái này là 1C nha anh em. 1C nó chỉ có bao nhiêu đây thôi nha, chứ nó không có nhiều. Đó, anh em đừng có đòi hỏi nhiều một. Đó, E11 này thì anh em sử dụng cho bến nào tốc độ thì rất ok, những con gà che lai rồi đó, anh em sử dụng rất là ok. Còn những gà bến thế thì nói chung có con chơi được, có con chơi không nha. Thì anh không khuyến cáo anh em sử dụng bến thế, bị gì vô bến thế vô nó cũng nạp luôn à. Đó, nạp tốc độ thì vô là rất ok, 1C vậy là 400k. Mình sử dụng được khoảng 4-5 con nồi thôi, khoảng 7-10 con che, tùy theo cái tay mình bóp. Thì che thì một giọt, nồi hai giọt đó. Mình bóp nhiều thì sử dụng ít, bóp ít sử dụng nhiều vậy thôi. Đó, đây, thuốc tăng bo cấp tốc dạng viên, đó, nhộng vàng của Lâm Bam nè, này chiếc lẻ 5 viên cho khách. Thì 5 viên một lọ vậy là 5 viên là 300k nha. Nó mình sử dụng trước khi thi đấu một tiếng, từng tiếng đổ lên thì đó. Tiếp tới là thuốc nhỏ mắt đây. Đó, nhỏ mắt Osiris. Thì dành cho những con gà, nói chung con gà nào cũng phải nhỏ mắt hết trơn. Từng cái anh em nhỏ một lần để tránh những con dung sáng rồi nó bò vô mắt đó, để gây ra tình trạng bọt mắt, sưng mắt rồi cho con gà mình. Với lại cái tầm nhìn nó bị hạn chế nha anh em. Khi mà con gà nó bị những con ký sinh trùng nó vô con mắt rồi nó biết là nằm đâu đâu, bởi vì nó làm hạn chế tầm nhìn, quan sát của con gà nó không có được tốt. Nên từng cái anh em nó nhỏ một lần, một chai giờ là 120k. Đó, đây. Đây nè, có C21 này là lạ nè, thằng này thì giúp những con gà nào mập quá thì các anh em uống này vô đặng cho nó đứng lại, nó săn cơ lại. Thành phần C21 này là thành phần canxi nha, để sẽ giúp mỏng cái mỏ móng với cái khung xương của con gà của anh em nó chắc lại. Mỏ móng nó không bị tuột bậy nha, với lại khung xương nó khi mà nó chắc rồi nó cái bò nó rất là dữ, bò rất là gắt. Lọ vậy là 100 viên 200k nha. Ở đây thuốc nhỏ trắng, nó vị khách này chuyên xài nhỏ trắng à, cứ hết là lấy nhỏ trắng này xài. Nó lọ vậy là 2C nha anh em. Thì 1C là 600, 2C vậy là 1,2 nè. Đó. Thì tùy theo điều kiện kinh tế của mình mà anh em lựa chọn cái loại thuốc tăng bo cấp tốc cho một phù hợp. Bên anh có 70, 200, 400, 600. Đó, 1cc thuốc nhỏ. Tiếp theo là chai vitamin top 1. Chai này là giúp những con gà mà ăn yếu nè, ăn yếu hay là bị đạn họng nhớt miệng, các anh em sử dụng thằng này vô thì gà có neo khỏe mạnh, ăn uống ngon lành liền. Tiếp tới thì cửa thì cũng bán là cửa gọng diệt lai siêu thông nha. Đó, này là cửa cửa nồi từ 60 đổ lên là 400k một bộ nha. Nói chung là hàng bảo đảm cho anh em là hàng chất lượng. Thì vị khách này là sử dụng cửa bên ăn không, không sử dụng cửa lò mà mua cửa bên ăn về xài thôi. Đó, thì tùy theo anh em tin tưởng thì cái việc mà xài là lò cửa thì tùy theo lò, không phải lò nào cũng tốt. Mà bán thuốc bán cửa thì nói chung là từ các loại thuốc luôn tới cửa hay là nghệ cũng vậy, hàng thì phải chất lượng ăn mới bán, không chất lượng không có bán nha anh em. Đó, còn vị khách này thì xài muôn lần vậy nè, 3 hộp Mega B12, 3 Galumin, 6 Ginseng. Ginseng này là 5 tặng 1 nha anh em. Tặng Ginseng này chuyên trị loãng lẻn, cử yếu nhát người rất là hay, lên bo gà rất là nhanh, gà hừng nước máu lên rất là dữ. Nó chứa vitamin rất là cần thiết cho con gà để mà nó sung mãn, với lại cái tổ
bền bỉ dẻo dai. Một chai là 200k, còn em mua 5 thì em tặng cho anh em một chai. Đó, Mega B12 đây, con Galumin này. Rồi ok, đây là tổng quan đơn hàng của anh hôm nay. Đó, nghệ đây, nghệ bên anh là nghệ đỏ xà cừ, hàng bảo đảm ok nha anh em. Đó, thì các anh em biết cách pha thì không nói nha, còn anh em nào không biết cách pha thì có thể alo anh hoặc nhắn tin gì đó, anh chỉ cho anh em cái cách pha để mà đạt được cái hiệu quả của nghệ. Chứ đừng có mua nghệ bất cứ chỗ nào về không biết cách pha, để thừa nghệ người ta pha này pha kia không có dính. Nghệ không dính là do đủ thứ điều kiện, chứ không phải mà nghệ không dính là do nghệ dởm nha anh em. Nhiều khi không dính là do mình, nhiều khi cái anh em mà pha nhiều quá nó cũng không có dính, nó đặc quá nó cũng không dính, mà lỏng quá nó cũng không dính nha, phải vừa cái đầu sạch của nó. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng và luôn luôn ủng hộ anh. Đó, đây là qua đơn hàng này thì anh em có thể rút ra kinh nghiệm cho mình có thể lựa chọn loại thuốc nào để phù hợp để sử dụng cho con gà của mình đạt được kết quả tốt nhất. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ quay lại ủng hộ anh nha anh em. Anh em nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những clip mới của anh nha. Rồi, chào anh em.